Sáng nay tại cảng Chân Mây, Sở Du lịch tổ chức đón chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải năm 2024. Dự lễ đón có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đúng 8 giờ sáng, chuyến tàu du lịch Celebrity Sunstyle mang theo 2.700 khách du lịch đến từ Anh, Pháp, Mỹ cập cảng Chân Mây. Hơn 1.000 khách rời cảng và tham quan các địa điểm du lịch, thưởng thức ẩm thực ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, Quảng Nam. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và đại diện các cơ quan ban ngành liên quan đã tặng hoa và những phần quà đặc trưng của Huế cho những du khách đầu tiên đến tỉnh Thừa Thiên Huế bằng đường hàng hải. Những vị khách trên chuyến tàu du lịch được chiêm ngưỡng và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật lân sư rồng vui tươi, rộn ràng. Tôi rất vui khi đến thăm Huế vào những ngày đầu năm mới, hy vọng sẽ có những điều thú vị tươi vui đến với chúng tôi trong chuyến đi lần này. Thật tuyệt vời, tôi sẽ cố gắng khám phá các địa danh nổi tiếng và lưu lại nhiều bức ảnh cho chuyến du lịch của mình. Năm 2024 sắp tới thì lượng khách du lịch tàu biển đến Thừa Thiên Huế dự kiến là trên 36 tàu. Thì đây là một trong những cái lượng khách du lịch mà có cái mức chi tiêu tương đối cao đối với xu hướng du lịch trên thế giới. Đối với Thừa Thiên Huế thì chúng tôi thì cũng đang rất là mong muốn hình thành các cái sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao hơn để đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách này. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng năm mới và khởi động chuỗi các sự kiện hoạt động du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2024, đồng thời tạo ấn tượng cho du khách về một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và mến khách. Tiếp tục quảng bá điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch địa phương nhằm thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch tàu biển. Về cơ chế chính sách của tỉnh thì tỉnh giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng với ngành du lịch để xây dựng cái bộ chính sách để kích cầu hỗ trợ thu hút các cái đối tượng khách này. Hệ thống các cái khách sạn, nhà hàng để đón cái khách này thì ngành du lịch đã có kế hoạch và xây dựng các kịch bản chi tiết, kế hoạch cụ thể để phục vụ cho đúng đối tượng, đảm bảo được hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách, có cái cơ chế phối hợp giữa các địa phương như là Đà Nẵng, Hội An, Thừa Thiên Huế để chúng ta cùng phối hợp xây dựng những tour để có thể chia sẻ những cái sản phẩm du lịch phục vụ cho cái nhóm du khách hàng sang này. Số lượng các đại lý đăng ký tàu du lịch sẽ cập cảng Chân Mây trong năm 2024 là 32 lượt tàu với gần 60.000 hành khách và hơn 22.000 thuyền viên. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi của ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón 3,5 đến 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60 đến 70%, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 7.000 đến 8.000 tỷ đồng.